Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất, phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Sáng nay, nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc đã ghi nhận mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông. Sáng ngày 5 tháng 12, đỉnh núi Mẫu Sơn Lạng Sơn rét 2 độ C, Sapa Lào Cai 5 độ C, Sơn Tây Hà Nội 9 độ C, thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay. Hệ thống quan trắc của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận nhiệt độ miền Bắc và miền Trung giảm 2 đến 3 độ C so với sáng ngày hôm qua. Phía Đông Bắc Bộ nền nhiệt giảm sâu nhất, như các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang giao động từ 8 đến 12 độ C, những nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 14 độ C. Đỉnh Phan Xipang, Sapa Lào Cai, cao 3143 m sáng nay, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, nền đất cỏ cây xuất hiện lớp sương muối mỏng, nhưng băng giá hay mưa tuyết không xuất hiện trong đợt này. Đến 9 giờ, nắng hanh ngập tràn. Nhiệt độ tăng nhanh và xu hướng tăng nhiệt sẽ còn diễn ra trong những ngày tới. Tháng 12 dự báo sẽ có khoảng từ 5 đến 7 đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc. Các đợt sẽ đậm với nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ trở xuống, có thể xuất hiện vào nửa cuối tháng 12, tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.